Trong khi báo chí và dư luận đang lên án mạng xã hội ngày càng bị tha hóa, tác hại khôn lường khi người dùng trình diễn sự tự do ngôn luận với nick ảo, vô trách nhiệm với phát ngôn của mình, thì nhà huấn luyện kỹ năng truyền thông cho giới đấu tranh dân chủ trong nước, cựu nhà báo Phạm Thị Đoan Trang đã phô diễn phản ứng với phong trào này bằng thứ văn hóa cờ vàng ba sọc, trái ngược hẳn với những gì nước Mỹ và giới chuyên gia truyền thông phương Tây đã tốn bao tiền của đầu tư, huấn luyện cho cô ta nhiều năm trời khi ở trung tâm Voice và Đại học Chính sách Công ở Mỹ từ năm 2013 đến 2015. Trong status ngày 5 tháng 8 vừa qua, viện dẫn lại vụ Facebook Sự thật Tân Hiệp Phát phá hoại kế hoạch tẩy chay Tân Hiệp Phát của nhóm Đoan Trang, Lê Văn Bình, cựu viện trưởng IC, nhằm so sánh, bày tỏ thái độ lên án về tác hại của truyền thông và dân chúng trong nước bằng thứ ngôn ngữ trợ búa, cực đoan, vô văn hóa chưa từng thấy trước đây của cô nhà báo Vietnamnet tuột xích này. Xin nhắc lại lý do vì sao dự án tẩy chay Tân Hiệp Phát khiến Đoan Trang cay cú đến vậy. Facebook và blog Sự thật Tân Hiệp Phát đã phơi bày toàn bộ kế hoạch đen tối mà nhóm Đoan Trang dưới sự chỉ đạo của Trịnh Hội, cầm đầu Voice, tổ chức ngoại vi của Việt Tân đang đóng đô ở thủ đô Manila, Philippines. Nhóm này lập tài khoản Facebook với tên Tẩy chay Tân Hiệp Phát, câu kết với nhóm NGO xã hội dân sự như IC của Lê Văn Bình, khi đó còn làm viện trưởng, phát động chiến dịch tẩy chay Tân Hiệp Phát, nhằm tiếp tay cho doanh nghiệp nước giải khát của Philippines thôn tính thị trường nước giải khát Việt Nam. Những sự thật bị phanh phui này vô tình trùng hợp với vụ biên bản cuộc họp kín giữa nhóm Đoan Trang cùng đệ tử Trịnh Anh Tuấn, Lưu Văn Minh với nhóm NGO IC và một số NGO của Việt Nam khác do Lê Văn Bình chủ trì bàn về việc thúc đẩy phong trào tẩy chay Tân Hiệp Phát nhằm thúc đẩy chiến dịch đòi quyền lập hội, bảo vệ người tiêu dùng trong nước đã bị lộ lọt trên mạng Internet. Vụ này đã khiến Lê Văn Bình phải công khai từ chức viện trưởng IC cho đệ tử đứng danh điều hành. Còn mình thì buông rèm, rút về hậu trường nhằm tránh cho IC bị nhà nước đóng cửa. Từ đây, mối quan hệ cộng sinh giữa giới xã hội dân sự hợp pháp do Lê Văn Bình làm thủ lĩnh với giới xã hội dân sự bất hợp pháp do Trịnh Hội, Nguyễn Quang A với nhà truyền thông Đoan Trang bị khai tử về mặt công khai. Trở lại vấn đề mạng xã hội, nơi được những người làm truyền thông cho giới đấu tranh dân chủ như Đoan Trang xem là công cụ để thay đổi chế độ chính trị hiện nay, khai mở dân trí, giúp dân chúng không bị cộng sản tẩy não. Do vậy, việc mạng xã hội bị dư luận và truyền thông lên án với tác hại có thật và đầy rẫy thời gian qua khiến Đoan Trang cay cú và đánh mất luôn cả khả năng kiểm chế ngôn từ tối thiểu. Việc cây truyền thông dân chủ Đoan Trang ngày càng cực đoan, phát ngôn bằng đủ thứ từ đặc sản trợ búa hạ cấp, không nên có dành cho giới trí thức và đấu tranh nhân quyền, đã khiến một số đàn em của cô ta thất vọng, châm biếm và đả kích sâu cay. Trong đó có Phạm Lê Vương Các, người từng cùng với Nguyễn Quang A và Trịnh Hội đi vận động cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Quốc hội Mỹ, phương Tây can thiệp vào vấn đề nhân quyền Việt Nam, thay đổi pháp luật, tạo điều kiện cho giới đấu tranh dân chủ rộng đường hoạt động. Trong một bài viết bình phẩm về việc Đoan Trang chửi bới, thóa mạ một cảnh sát khu vực tại trụ sở công an phường, Phạm Lê Vương Các chua xót bình phẩm. Đáng lẽ người như Đoan Trang có thể trở thành một thủ lĩnh phong trào đối lập như Lưu Hiểu Ba ở Việt Nam, ứng cử viên cho giải Nobel Hòa Bình nếu đi tù, thì nay với phát ngôn kiểu này là tổn thất lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam. Sự xuống dốc và tha hóa của Đoan Trang xem ra cũng giống với lộ trình của giới đấu tranh dân chủ mạng Việt Nam. Đến giờ phút này, chắc Mỹ và phương Tây vô cùng thất vọng, bất lực khi nhìn thấy bao công sức hợp tác với Voice, nhóm Đoàn Viết Hoạt, nhóm Nguyễn Đình Thắng, đào tạo hàng trăm khóa huấn luyện lại cho ra lò sản phẩm đánh mất hết niềm tin và thiện cảm của công chúng như thế này.